Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Kết toán xây dựng đền tạm. Nhưng trên lời Chúa trong suốt Ai Cập ký chương 38, câu 21 đến câu 31. Đây là sổ tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của Môi-se, biểu người Lê-vi làm ra, nhờ Ithama, con trai của thầy tế lễ cả A-rôn, cai quản. Bessaliên, con trai Uri, cháu Hu-rơ, thuộc về chi phái Giu-đa, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và kẻ giúp người là Oholiab, con trai Ahisamat, thuộc về chi phái Đan, làm thợ chạm, kẻ bày vẽ, thợ thêu thùa bằng chỉ tím, đó điều, đó sậm, và bằng chỉ gai mịn. Hết thảy vàng đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được 29 tà lân, 730 siết lơ, theo siết lơ của nơi thánh. Bà của mấy người hội chúng có kể sổ tổng cộng được 100 tà lân, 1.775 siết lơ, theo siết lơ của nơi thánh. Hết thảy người nào có kể sổ từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 630.550 người, mỗi người nộp nửa siết lơ, theo siết lơ của nơi thánh. Vậy, phải 100 ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màng, 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức 1 ta lân vào mỗi lỗ trụ. Còn 1.775 siết lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chắp các trụ với nhau. Đồng đem dâng cộng được 70 ta lân, 2.400 siết lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc, bàn thờ bằng đồng, rá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Câu gốc của bài học: như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Roma chương 14 câu 12. Câu hỏi suy gẫm: những ai có trách nhiệm kết toán việc xây dựng đền tạm? Bản kết toán chi tiết cho thấy tinh thần và thái độ làm việc của ban xây dựng thế nào? Bạn được nhắc nhở phải làm gì để chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó? Kính thưa quý vị, ông Môi-se ra lệnh cho những người Lê-vi chịu trách nhiệm kết toán công trình xây dựng đền tạm với sự hướng dẫn và cai quản của ông Ithama, con trai thầy tế lễ cả A-rôn. Họ là những người trực tiếp ghi lại tất cả các khoản thu chi trong việc xây đền tạm. Đến khi công trình đã hoàn thành, thì kết sổ khai trình trước hội chúng. Hai người chịu trách nhiệm chính trong công trình này là ông Bessaleen và người phụ tá là ông Oholiab đã làm đúng tất cả những gì Chúa truyền dạy ông Môi-se. Kinh Thánh mô tả khá chi tiết về xuất thân và chức vụ của họ. Qua bản kết toán, chúng ta biết được số thu bao gồm phần tiền phải nộp bắt buộc và các của dân tình nguyện. Và số chi bao gồm các khoản đã sử dụng trong từng hạng mục. Bản kết toán thu chi trong việc xây đền tạm được kê khai rất rõ ràng, minh bạch từng chi tiết và tổng số thu chi đều khớp với nhau, không dư không thiếu, cho thấy Đức Chúa Trời chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu. Điều đặc biệt trong bản kết toán này là số lượng quý kim sử dụng để xây dựng đền tạm rất lớn, gồm 1 tấn vàng, hơn 3 tấn bạc và hơn 2 tấn đồng. Tất cả đều do con dân Chúa gồm lãnh đạo đến tín hữu dâng hiến hết sức rời rộng. Qua việc kết toán xây dựng đền tạm, chúng ta thấy từ nhà lãnh đạo là ông Môi-se đến từng thành viên trong ban xây dựng luôn ý thức đây là công việc Chúa, nên không ai làm theo ý riêng mình mà họ đã luôn làm theo đúng mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn. Vì thế, trong suốt quá trình xây dựng không có một cuộc tranh cãi nào xảy ra. Việc làm sổ sách thu chi rõ ràng từng chi tiết cho thấy
mỗi người luôn ý thức trách nhiệm sẽ khai trình trước Đức Chúa Trời và trước hội chúng. Đây là nguyên tắc căn bản con dân Chúa ngày nay cần học tập trong khi xây dựng nhà Chúa, để không xảy ra những điều đáng tiếc. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Roma chương 14 câu 12. Cơ đốc nhân cần ghi nhớ, sẽ có thời điểm phải khai trình trước Chúa vì chúng ta chỉ là quản gia cho Ngài. Để làm tốt công việc Chúa giao, chúng ta cần phải xem xét công việc của mình mỗi ngày. Chúng ta đã thu và chi trong lĩnh vực tài chính, quỹ thời gian, cơ hội và những talent Chúa ban cho hợp lý như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bản tường trình của cuộc đời mình trước Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, những điều tốt đẹp và quý báu con có đều đến từ Ngài. Xin giúp con biết nhờ cậy Chúa mỗi ngày để trở thành một quản gia khôn ngoan, bước đi ngay thẳng và trọn đời trung tín với Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có luôn nhớ mình chỉ là quản gia cho Chúa khi sử dụng tiền bạc thì giờ Chúa cho không? Quản gia nhà Chúa phước thay, khai trình với Chúa đủ đầy thu chi, chuyên cần khiêm tốn nhu mì, hết lòng phục sự chẳng chi so bằng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.